Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo ra ngày hôm nay, 24 tháng 8 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, càng gần đến năm học mới, vấn đề học phí càng được xã hội quan tâm. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân một số tỉnh đã xem xét đề án tăng học phí với tất cả các cấp học từ mầm non đến giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và dạy nghề do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Trong đó, một số đề án đã bị bác bỏ bởi mức đề xuất tăng học phí là quá cao so với mức hiện hành. Có đề án đề xuất mức tăng hơn 200%. Trước đó, dư luận cũng đã ồn ào khi một trường đại học thông báo mức tăng học phí là 30% trong năm học mới theo lộ trình tự chủ về tài chính. Đề cập nội dung này, báo Quân đội Nhân dân cho biết. Đối với các cấp học khác, để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em và người học đến trường, nhà nước đã miễn giảm học phí cho một số nhóm đối tượng, trong đó có đối tượng thuộc diện hộ nghèo, trẻ em không có người nuôi dưỡng, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đó là những cố gắng rất lớn trong lúc ngân sách nhà nước còn eo hẹp. Thế nhưng trong xã hội còn rất nhiều học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn lại không thuộc nhóm đối tượng nào nêu trên. Và việc tăng học phí chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội học tập của các em. Biết rằng ngân sách nhà nước ta chưa đủ để hỗ trợ cho ngành giáo dục miễn giảm học phí ở mọi cấp học. Tuy nhiên, nếu như các địa phương sử dụng ngân sách một cách hợp lý hơn, tiết kiệm hơn, ưu tiên hơn nữa cho ngành giáo dục, thì có thể các cấp học phổ thông công lập sẽ chưa phải tăng toàn diện học phí. Hoặc có tăng thì cũng không phải với mức quá cao. Tết Trung Thu đang tới gần, nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tăng cao cả về số lượng và chủng loại, nhất là các loại bánh mứt kẹo, bia rượu, nước giải khát. Đây cũng là cơ hội vàng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Đặc biệt là những cơ sở sản xuất các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu tại các làng nghề truyền thống. Với nhan đề bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu, báo Nhân dân cho biết. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu năm 2016, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về Vệ sinh An toàn Thực phẩm đã thành lập 6 đoàn kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố trọng điểm trong cả nước. Đồng thời yêu cầu các sở y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh An toàn Thực phẩm các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành ở các cấp có sự tham gia của các đơn vị có liên quan. Thông qua hoạt động này, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, tuyên truyền giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Với nhan đề cấp bách kiểm soát kinh doanh rượu bia, báo Giao thông cho biết, theo Nghị định 46, hành vi uống rượu bia khi lái xe bị xử phạt khá nặng. Mục đích của việc tăng nặng xử phạt với hành vi này nhằm giảm tai nạn giao thông liên quan đến người uống rượu bia. Tuy nhiên, đó mới chỉ xử lý được phần ngọn, còn gốc của vấn đề là việc xử lý kinh doanh rượu bia lại đang bị bỏ ngỏ. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, hiện nay các quy định của pháp luật về kinh doanh rượu bia đã tương đối đầy đủ, nhưng việc thực hiện còn hạn chế, đặc biệt là trong việc quản lý rượu. Tác hại của rượu bia đối với cuộc sống thể hiện trên nhiều khía cạnh, từ vật chất đến tinh thần, nhưng rõ nhất là trong lưu thông. Theo thống kê tại Việt Nam, hàng năm có trên 8.000 người tử vong vì tai nạn giao thông, nguyên nhân từ uống rượu bia. Vì vậy, cần phải có quy định thực hướng, thực hiện quy hoạch những khu vực, địa điểm kinh doanh uống và bán rượu bia. Một mặt chúng không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của các đơn vị sản xuất kinh doanh rượu bia chân chính, mà còn giảm thiểu được những nguy cơ mà người dân sử dụng rượu bia kém chất lượng mang lại. Với thông tin được công bố nước biển ở 4 tỉnh miền Trung an toàn có thể tắm và nuôi trồng thủy sản, hàng nghìn ngư dân và chủ kinh doanh hải sản du lịch vẫn sẽ rất khó khăn. Họ mong ngóng lời khẳng định rằng hải sản gần bờ an toàn ăn được từ phía cơ quan chức năng. Bởi điều đó đồng nghĩa cuộc sống của ngư dân sẽ tốt lên. Đề cập nội dung này, báo Lao động cho biết. Nơi cách nhà máy Formosa vài trăm mét khá vắng vẻ, nhiều tàu cá vẫn nằm bờ. Ngư dân Nguyễn Mạnh Hùng, 29 tuổi, chú phường Kỳ Phương nói rằng, điều anh chờ đợi nhất là thông tin ăn hải sản đã an toàn chưa. Thế nhưng tại hội nghị được tổ chức tại Quảng Trị ngày 23 tháng 8, điều đó vẫn chưa được khẳng định nên thấy có chút hụt hẫng. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc tiêu thụ hải sản thời gian tới vẫn đang tiếp tục khó khăn nên anh vẫn chưa dự định ra khơi. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi công bố nước biển an toàn, tỉnh sẽ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như quan trắc môi trường,
tiếp tục theo dõi để nếu có vấn đề gì thì kịp thời xử lý. Ngoài ra, các khu vui chơi, bãi tắm, du lịch, nuôi trồng thủy sản sẽ được tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách để ổn định sản xuất. Ngư dân cũng tiếp tục thực hiện đề án tạo sinh kế mới. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế liên quan đến thuốc lá đã đi vào cuộc sống được 3 năm. Bên cạnh những chuyển biến tích cực, bài viết trên báo Vĩnh Phúc đề cập đến những tồn tại cần được khắc phục. Theo bài báo, nhiều cơ quan đơn vị chưa đưa ra hình phạt nghiêm minh dẫn đến tình trạng tái phạm việc hút thuốc lá. Hay tại nhiều địa điểm công cộng, nhiều người vẫn thản nhiên hút thuốc nhưng không có ai nhắc nhở và xử phạt. Đặc biệt, theo chia sẻ của nhiều hộ kinh doanh, quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi cũng khó thực thi bởi khó phân biệt đối tượng mua đã đủ tuổi hay chưa. Bài báo cho rằng, để luật phòng chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền cần sự mạnh tay quyết liệt hơn nữa trong công tác giám sát, xử phạt. Và quan trọng hơn, mỗi cá nhân cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức chấp hành, đặc biệt là sự gương mẫu nghiêm túc của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.